Nhằm tiếp tục trực tiếp lắng nghe những chia sẻ về vướng mắc và khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải, hôm nay Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trần Văn Tươi cùng các sở ngành liên quan đã đến thăm động viên, khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Cần Đước và Cần Giuộc. Đại diện các doanh nghiệp đã báo cáo nhanh về kết quả hoạt động của đơn vị cũng như trình bày một số khó khăn vướng mắc như hạn chế giải phóng mặt bằng, nguồn lao động và chi phí sản xuất. Trước những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, lãnh đạo sở trực tiếp trả lời nhiều nội dung, đồng thời chỉ đạo đơn vị chuyên môn hướng dẫn giải pháp chi tiết các ý kiến đề xuất thuộc thẩm quyền. Mỗi một năm thì công ty thường nhận được cái sự quan tâm và chia sẻ của các cơ quan đoàn thể. Thì công ty có cái cơ hội để chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn và một số những ý kiến mà cần đề đạt. Thì đây là một cơ hội rất là tốt, nó thể hiện cái mối quan hệ rất là hữu hảo giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Thời gian qua, Long An và các cấp chính quyền của tỉnh luôn đồng hành với các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024.